chào mừng các cô chúc hội thi thành công rực rỡ. Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh đến với hội thi em yêu văn học hôm nay, chi đội 7B xin gửi tới thầy cô và các bạn vở kịch Vừa chia tay của những con búp bê. Qua câu chuyện tác giả Khánh Hoài muốn gửi đến chúng ta một lời nhắn nhủ: mái ấm gia đình là một tài sản vô cùng quý giá, đó là nơi gìn giữ những tình cảm cao quý và thiêng liêng. Hãy giữ gìn nó và đừng bao giờ vì một lý do gì mà làm tổn hại đến những tình cảm cao quý và thiêng liêng ấy. Đến với vở kịch cũng có Như Quỳnh trong vai Thủy, Quang Khánh trong vai Thành, Khánh Huyền trong vai mẹ, Thành Long trong vai bố và một số bạn trong vai học sinh. Bố rồi, ôi ấy bố à, ấy bố rồi. Và sau đây vở kịch xin được phép bắt đầu. Cô giáo ơi, là một cái biển này biển là tí nó cô chụp cho ta dựng cây thử đầu được chưa? Kệ không sao đâu mà đi. Đợi lúc nào cũng sao nhỉ? Kệ nó, lên mình đi ra cái gì, ra cái này. Lớp mình lớp nào? Điên à, đi lên à. Thế lớp nào nhất nhỉ? Lớp mình lại đợi lớp nào đi để xong chưa nhỉ? Mẹ thế xong đi nè. Để xong. Món nghe. Đây. Vừa ngã thấy đã tay cười á. Ây là em là cơ gái à. Ôi lại. Áo mình tay cười. Chắc chắn về mình sẽ chửi mình mất. Ê sách cơ mà. Anh Thành ơi. Em quá nặng nhà anh nhá. Sao cho nó con xấu ấy mày? Mình xin thương yêu,
em đeo cái đó. Anh cảm ơn. Anh hứa, anh sẽ hứa.
có một lớp nữa. Chúng em xin được kết thúc. Sao bọn nó bị lệch một bên rồi mày?